Thưa anh chị em, chỉ còn ít phút nữa là chúng ta bước sang năm mới. Riêng thánh lễ tối hôm nay như là một buổi giao thừa, giao giữa cái cũ và cái mới, để dâng lời tạ ơn Chúa cho cộng đoàn Lòng Thương Xót chúng ta trong năm vừa qua được biết bao nhiêu ân huệ. Và đồng thời chúng ta cũng tạ lỗi vì những thiếu sót trong năm vừa qua. Xin Chúa thanh tẩy, xin Chúa xóa đi tất cả những gì là bợn nhơ trong tâm hồn, xóa đi tất cả những gì là tội lỗi, là yếu đuối trong con người chúng ta. Và xin Chúa giao hòa mình lại với nhau. Chúng ta hân hoan chào đón nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt, thưa anh chị em. Ở trong niềm hân hoan chuẩn bị bước vào năm mới, chúng ta cùng quay sang người bên cạnh mình, chúng ta bắt tay chào hỏi nhau, chúc cho nhau những gì tốt đẹp nhất trong năm mới, năm thánh Lòng Thương Xót Chúa, mùa xuân của Lòng Thương Xót Chúa. Quay sang bên trái, quay sang bên phải, mình đằng sau, đằng trước, mình bắt tay, mình chúc cho nhau những gì đẹp nhất, những gì dễ thương nhất, những gì dễ yêu nhất, và dâng lên Chúa trong thánh lễ giao thừa này tất cả những lời cầu, lời nguyện, lời chúc của chúng ta. Xin Chúa thương đón nhận. Với tâm tình ấy, chúng ta cùng bước vào thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng của Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng tất cả anh chị em. Thành tâm xin Chúa tha thứ những lỗi lầm thiếu sót trong năm cũ của chúng ta, để tâm hồn chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ, bước vào năm mới trong giây phút thiêng liêng này. Xin tha thứ tất cả những ý nghĩ nặng nề sai quấy của chúng con trong năm vừa qua. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin tha thứ tất cả những lời nói xúc phạm đến Chúa và xúc phạm đến anh em của mỗi người chúng con trong năm vừa qua. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin tha thứ vì tất cả những hành động thiếu bác ái, thiếu quan tâm, không có lòng thương xót của mỗi người chúng con trong năm vừa qua. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là đấng vô thủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vật, trong giờ phút giao thừa này, chúng con hướng tâm hồn lên Chúa, cúi xin Chúa rộng ban cho chúng con một năm mới dồi dào phúc lộc và đầy lòng hăng hái làm việc lành để tôn vinh danh thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy. Đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Anh em đừng dập tắt thần khí, chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự. Điều gì tốt thì giữ lấy, còn điều gì xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạnh bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không có gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là đấng trung thành, người sẽ thực hiện điều đó. Thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. Tất cả anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Đáp ca: ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là đấng dựng nên cả đất trời. Ơn phù hộ tôi đến từ nơi danh Chúa, là đấng dựng nên cả
cận kề, ngày sâu khăn, vòng ô không tan hòa, đêm năm cân, vận nguyên chẳng hai chi. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Thấy đám đông dân chúng, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống thì các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai lo phiền sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát sống cuộc đời chính trực, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong bầu khí thiêng liêng chuẩn bị bước sang năm mới, mà anh chị em có dịp để mà ngồi đây, ngồi bên nhau, ngồi bên Chúa, để lắng nghe lời của Chúa nói với ta, có thấy hạnh phúc không thưa anh chị em? Có thấy hạnh phúc không? Có thấy vui không? Có phải vui vì sắp có tiền lì xì không? Có không? Có. Có phải vui vì thêm một tuổi không? Có không? Thôi thấy bên này có, bên này không. Những người trẻ thì nói là có vì thêm một tuổi, còn những người già nói là không vì già đi một tuổi. Người ta bảo là vui đi kẻo hết xuân rồi, cái già sành sạch nó thì theo sau. Cho nên nghe bài hát những người già là, mỗi mùa xuân về mẹ tôi già thêm một tuổi. Còn người trẻ thì phải hát làm sao? Là mỗi mùa xuân về mình thấy vui thêm vì mừng một tuổi mới. Cho nên ngày Tết mẹ mới móc tiền lì xì ra nói làm sao? Hả? À, ngày Tết mà chị mừng tuổi con chị đó, chị móc tiền lì xì ra. Có tiền lì xì không? Có không? Lấy ra. Lấy ra. Lấy tiền lì xì ra. Rồi lên đây. Lên đây. Đứng dậy. Rồi đếm được bao nhiêu? Mấy tờ cũng được, lên đây. Lạ lên. Rồi con lên đây. Lên đây. Rồi bé nào muốn lấy tiền lì xì lên đây. Bé thiếu nhi lên đây. Lấy tiền lì xì lên đây. Lạ lên. Chạy lên đây. Mấy tiền lì xì mà không chịu chạy lên nữa. Lạ lên.
Bé nào muốn lấy tiền lì xì chạy lên đây. Chạy lên đây. Rồi bé lấy tiền lì xì lên đây. Lấy lên đây, đứng trên này cả mọi người thấy. Đứng trên này. Bé nào nữa đâu, chạy lên lẹ lấy có hết tiền bây giờ, mau. Chạy lên mấy bé lấy tiền lì xì chạy lên đây. Chạy lên đây, tiền lì xì mà không ham. Trời ơi, hồi xưa tôi còn bé hả? Tôi nghe nói là tôi chạy lên liền chứ đâu có phải chờ mà gọi mãi đâu. Rồi. Chạy lên nhiều quá. Rồi, ai có tiền lẻ đưa đây, móc lì xì cho các em coi. Ai có tiền lẻ đâu, đưa đây góp lì xì cho các em coi. Lên đây bé, cho nó vui coi nào. Đang là bước sang giao thừa mà chỉ cần một tí thôi. Một tí cho các em nó vui thôi. Rồi. Hai bé con nhau lên đây con. Dễ thương quá, lên đây con. Dễ thương quá. Rồi lên đây con. Bước lên. Rồi bây giờ chị mà rồi ai chị mà có chị muốn mừng tuổi các bé thì chị nói sao với các bé? Chúc các con ăn mau chấm lớn, học giỏi. Đây, rồi chị nói sao với các bé? Nói sao? Dạ con chúc các con. Thì con chúc các con là sao? Dạ chúc các con một năm mới mạnh khỏe, chú ban cho nhiều hồng ân. Rồi lì xì cho các bé mỗi đứa một tờ. Rồi nói sao? Dạ con nói là. Rồi nói sao? Dạ thưa cha, mẹ chúc các con hay ăn trong lớn, ngoan hiền và biết vâng lời cha mẹ. Rồi mỗi ngày, mỗi tuổi thêm khôn ngoan và nhân đức nhiều hơn. Rồi, lì xì cho các em. Rồi, chị nói là sao? Thưa cha, con chúc các cháu mau ăn trong lớn và khôn ngoan trong ơn nghĩa Chúa. Rồi, chị chúc các bé làm sao? Dạ. Chúc các bé mà lại dạ cái gì, lại nói với các em này. Rồi, nói. Chị chúc các em được năm mới được nhiều sức khỏe, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và sống trong lòng thương xót. Rồi, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi, có hết rồi. Có hết chưa? Ai chưa có? Bé nào chưa có? Con có chưa? Có rồi. Bé nào chưa có không? Rồi, bây giờ bằng này bé. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ bằng này bé nào đại diện để mà nói lời cảm ơn? Bé nào nói được? Bây giờ con được nhận tiền lì xì, chẳng nhẽ con cứ lắc đầu quầy quậy à? À, con phải tập chứ, phải tập mình biết cảm ơn chứ, đúng không? Bố mẹ có dạy các con cảm ơn không? Có. Rồi bé nào? Rồi con. Dạ thưa cha, là con cảm ơn các cô, chúc các cô một năm mới an khang thịnh vượng, được hồng ân của Thiên Chúa. Wow, cho một tràng pháo tay. Rồi bây giờ chúng con hát được một bài không? Hát bài được bài gì không? Bé nào có biết hát bài nào để mà chúc xuân không? Có biết nào biết hát bài nào không? Hả? Các bé nào biết hát không? Mình cứ vui vẻ, cứ vui vẻ, chẳng cần biết ai cả. Biết hát không? Cứ vui vẻ, vô tư, hồn nhiên. Rồi bây giờ tất cả cộng đoàn mình cùng với các bé, chúng ta cùng hát một bài trong thánh lễ giao thừa để tạ ơn Chúa nha. Và xin Chúa ban mọi ơn lành xuống cho mỗi một người chúng ta. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cam. Vỗ tay lên. Cảm tạ Chúa, Chúa đã ban thêm một mùa xuân. Mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng.
xuân đã về, xuân hy vọng, mùa xuân vinh quang. Xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong tình hoan ca. Rồi bây giờ mấy chị em cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa trên tay. Khi tôi nói hallelujah thì mọi người nói tạ ơn Chúa giơ cao lên nha. Được chưa? Cuốn tập san trên tay. Nói hallelujah mọi người giơ cao lên nha. Hallelujah. Bây giờ cái mặt vàng là phía trước, mặt tím để đằng phía sau. Tết thì đem cái vui, cái đỏ, cái vàng ra phía trước, còn cái tím, cái sầu, cái não, cái buồn cất đi. Hallelujah. 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 Rồi chúc con ra về, chúc chú con vui vẻ nha. Rồi đi về. Anh chị em dễ thương không? Quá dễ thương. Quá dễ thương. Quá dễ thương. Quá dễ thương. Rồi về bình an nha con nha. Ừ, chúc lành cho con. Rồi về bình an. Rồi. Tôi thấy hình ảnh dễ thương đó là hình ảnh gì anh chị em? Hả? Hình ảnh dễ thương là hình ảnh gì? Hả? Cái dễ thương nó nằm ở chỗ nào? Là hai đứa nó dắt nhau. Con chị nó dắt con em. Đứa khỏe nó dắt đứa yếu. Đứa mạnh nó dắt cái đứa không mạnh. Đó là lòng thương xót. Đó là thực hành lòng thương xót. Ta thấy bằng này em, khi nói ra về, ào ào chạy. Mạnh đứa nào đứa đó chạy. Khi mình có tiền rồi là nó chạy. Có đứa có tiền thì bảo cảm ơn, còn không chịu cảm ơn nữa rồi mà. Mà có tiền rồi là chạy. Đứa nào ở lại kệ nó không cần biết. Chưa có lòng thương xót, chưa thực hành lòng thương xót. Con nít thì không sao, nó vô tư, nó hồn nhiên. Mà đôi khi người lớn chúng ta, mình cũng vậy. Mình sống, mình đón Tết một cách vô tư quá, hồn nhiên quá, đến mức độ mà không biết nghĩ đến ai cả. Mình vui là mình chạy, để cho hai đứa bé nó ở lại. Con chị nó có thể chạy chứ, nhưng mà nó không chạy. Nó có thể đi theo những đứa khác để nó vui chứ, nhưng mà nó không đi. Nó ở lại để làm gì? Nó ở lại để nó dắt em nó. Ê chị em có thấy cái hình ảnh đẹp không? Có thấy không? Đứa chị dắt đứa em, đứa chị dắt đứa em, từng bước xuống rất đẹp. Đấy là thực hành lòng thương xót đấy thưa anh chị em. Đấy là mình sống năm thánh lòng thương xót đấy thưa anh chị em. Và tôi nói với anh chị em rằng khi mình sống năm thánh lòng thương xót, khi mình thực hành lòng thương xót, tôi cầm cái này tôi khó chịu. Nó vì nó vướng víu nhiều quá. Bìa giữa bằng này thứ tôi phải bỏ cái gì? Tiền. Sách. Bỏ cái gì? Bỏ sách hay bỏ tiền? Tiền với sách. Mà sách này không phải là sách vô ích. Cuốn này là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Trong này ghi lại những chứng nhân lòng thương xót Chúa. Trong này ghi lại những điều Chúa kỳ, những điều kỳ diệu Chúa làm cho mỗi người chúng ta. Vậy thì ngày Tết tôi nhận lấy tiền lì xì. Ngày Tết tôi nhận lấy cuốn sách. Trong cuốn sách này nói về lòng thương xót Chúa. Vậy thì giữa tiền và Chúa tôi lựa chọn cái nào? Ai lựa chọn tiền giữa tay? Ai lựa chọn tiền giữa tay? Không ai lựa chọn tiền. Ai lựa chọn Chúa giữa tay? Vậy thì lựa chọn Chúa giơ tay thì tôi phải bỏ cái gì? Lựa chọn Chúa giơ tay thì tôi phải bỏ cái gì? Bỏ gì? Bỏ tiền thì tôi phải bỏ tiền. Phải bỏ thôi, mặc dù tiếc. Tôi thấy bà kia bảo chạy lên lượm đi con. Thì mình thấy rằng là mình phải lựa chọn thôi. Giữa Chúa với tiền phải bỏ. Vì chúng ta bước sang năm mới rồi, những cái gì thuộc về Chúa thì mình giữ lại. Thánh Phaolô nói với chúng ta là anh em hãy vui lên, hãy tạ ơn và cầu nguyện không ngừng. Ba điểm: vui mừng,
ơn và cầu nguyện. Đó là ba điểm mà Thánh Phaolô nói với chúng ta trong giây phút giao thừa này. Đó là ba điểm mà anh chị em mình giữ lại trong năm Thánh lòng thương xót Chúa này. Hãy giữ lại ba điểm đó thôi. Thứ nhất là vui mừng, thứ hai là tạ ơn, và thứ ba là cầu nguyện. Anh chị em nhắc lại giùm tôi. Thứ nhất là, to lên, thứ nhất là vui mừng, thứ hai là tạ ơn, và thứ ba là cầu nguyện. Vậy thì khi mình vui mừng, bộ mặt mình phải tươi. Cho nên trong cuốn sách này nó gồm có hai phần. Gồm có hai phần. Phần thứ nhất là của mùa xuân, ta thấy có màu đỏ, màu vàng rực rỡ. Nhưng mà lật sang mặt sau là anh chị em thấy màu gì? Màu tím. Này là tím cả chiều hoang biển biệt. Màu tím là mùa chay. Vậy thì ngày Tết mình vui mừng thì mình không đưa cái màu tím u buồn lên. Những cái gì là buồn, những cái gì là tội lỗi, những cái gì là xấu xa, những cái gì là u uất, những cái gì là u buồn, mình dâng hết cho lòng thương xót của Chúa. Nhớ, những cái gì là u buồn, là tội lỗi, mình dâng hết cho lòng thương xót của Chúa. Anh chị em cầm cuốn sách mình quay, quay màu tím ra. Mình thực hành đi, thực hành đi thưa anh chị em. Cầm cuốn sách trên tay, tất cả màu tím mình quay ra, quay màu tím ra như tôi làm đây. Những cái gì là u buồn, những cái gì là u uất, những cái gì là u sầu, mình dâng hết cho lòng thương xót của Chúa. Mình vừa nói, mình vừa thực hành, mình quay ra, vừa nói vừa làm. Những cái gì là u buồn, u sầu, u uất, mình dâng hết cho lòng thương xót của Chúa. Tôi thấy những anh chị em vẫn còn chưa có quay ra, vẫn còn giữ lại. Miệng mình nói mà mình không có làm. Mình làm không, mọi nói một đường mà làm một nẻo này bà. Đây nè, mình dơ mặt buồn ra. Tết mà dơ mặt buồn ra, Tết mà u sầu như vậy à, Tết mà u buồn như thế này à. Giây phút giao thừa rồi, sắp bước sang năm mới rồi, thì tất cả những cái gì u buồn, u sầu, u lo, mình dâng hết cho lòng thương xót Chúa. Ta thấy có một cái ảo thuật chưa? Thấy chưa? Thấy ảo thuật chưa? Vâng, hết cho lòng thương xót của Chúa, tự nhiên người ta nhìn sang thấy mặt mình tươi, nó vui, không còn những tiếng hú như là tiếng xe đang hú đi nữa, mà là như lòng phấn khởi. Nhưng mà tôi thấy chị vẫn cứ dơ cái mặt buồn ra. Tôi thấy cô vẫn còn chưa có sự xoay. Tôi thấy bà vẫn còn vẫn chưa chịu xoay, vẫn chưa chịu làm. Mình vẫn cứ thích Tết, Tết 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 đến rồi mình cứ dơ những cái u buồn, u sầu, u lo, u uẩn ra. Mình giữ làm cái gì nữa thưa anh chị em? Thánh Phaolô nói rằng tất cả những gì mà xấu là không hay, không đẹp, không tốt, anh chị em hãy quăng hết đi. Những cái gì là tốt thì giữ lại, những gì xấu thì quăng đi. Những cái gì xấu thì quăng đi. Quăng đi là dơ cái mặt tím ra. Những gì xấu thì quăng đi. Những gì tội lỗi thì quăng đi. Anh chị em ráng làm cho nó đúng. Khi mình làm đúng có nghĩa là mình sống lời Chúa. Những cái gì tội lỗi thì mình, những cái gì là giận hờn thì mình, những cái gì là lo âu thì mình, những cái gì ích kỷ thì mình. Mà chị không có làm gì hết à? Đó, mình thấy không? Những cái đó mình quăng hết đi để bước sang năm mới. Thánh Phaolô bảo rằng những cái gì tốt thì mình giữ lại, những cái gì hay thì mình giữ lại, những cái gì đẹp thì mình giữ lại. Tôi thấy chị giữ lại mà chị vẫn quay cái mặt tím ra, lại vẫn giữ lại cái u buồn. Nó khó, con người ta là như vậy đó. Giữa lời nói và việc làm nó không đi đôi với nhau. Giữa lời nói việc làm của mình nó cứ trái ngược nhau. Miệng thì mình nói là hãy giữ lại những cái điều tốt, mà mình cứ dơ cái u buồn ra.
miệng mình nói rằng những cái gì tốt thì mình giữ lại, nhưng mà mình cứ nhớ cái xấu ra. Rõ ràng là bước sang năm mới này, trong năm thánh lòng thương xót Chúa này, thưa anh chị em, hãy giữ lại những gì là tốt, giữ lại những gì là đẹp, giữ lại những gì là hay. Còn những gì là u buồn, giận hờn, oán trách, kêu ca, mình quăng hết đi, chỉ giữ lại những điều tốt đẹp mà thôi. Vì anh chị em cứ hai tay xoay mà miệng mình nói hợp với cái tay mình, đó là mình đang thực hành lòng thương xót rồi đó. Mà nếu mà anh chị mình nói một đằng mà tay mình xoay một nẻo, rõ ràng là lời nói và việc làm mình không có đi với nhau. Làm sao mà cho nó nhuyễn nhừ đi? Cái điều tốt thì, cái điều xấu thì, cái gì buồn thì, cái gì hay thì, cái gì tha thứ thì, một người tha thứ giữ lại, cái gì giận hờn thì, đó đó, bây giờ vẫn còn giữ giận hờn đấy không? Vẫn ôm chặt cái mối giận hờn mà. Hoặc là mình bảo là tao chỉ tha cho mày 3 ngày Tết thôi, mùng 4 Tết là tao tiếp tục tao giận hờn tập 2. Có nhiều gia đình như vậy, chỉ giả vờ đến thăm nhau, chào nhau mấy câu trong ngày Tết thôi, mà lòng mình không có tha. Cho nên mình cứ giữ lại cái giận hờn mà mình không có tha. Giận hờn thì phải, tha thứ thì, yêu thương thì, ghen tị thì, ghen ghét thì, yêu thương thì, xót thương thì. Đó, tôi thấy vẫn có người giữ lại nhưng mà lại lật ngược. Vẫn giữ lại những giận hờn, vẫn giữ lại những ghen tương, vẫn giữ lại những ích kỷ. Cho nên giây phút giao thừa này, thưa anh chị em, giây phút thiêng liêng này, chúng ta dâng lên Chúa tất cả những muộn phiền, những lo lắng, lo âu, nhất là cái giận hờn, nhất là cái ghen tức. Hai cái đó là cái con sâu ác nhất, độc nhất, nó khoét vào tâm hồn chúng ta. Vì giận hờn cho nên mình không tha thứ, vì giận hờn cho nên lòng mình u buồn, vì giận hờn cho nên là mình ung thư không chừng, vì ghen ghét cho nên là mình tăng sông máu không chừng. Ghen quá, tức quá, máu nó lên, có đúng không? Ghen quá, tức quá rồi đường nó cũng lên, đường nó lên thì mình cũng lên đường, có phải không? Có phải không? Vì thế mà giây phút giao thừa này, anh chị em thinh lặng lại, trầm lắng lại một chút. Cái giây phút thiêng liêng này, giây phút mà mình phải quyết định cái gì giữ lấy và cái gì bỏ đi. Giữ lại 8 mối phúc thật như Chúa vừa nói. Giữ lại 8 mối phúc thật. Phúc cho ai hiền lành, phúc cho ai có tinh thần khó nghèo, phúc cho ai xây dựng hòa bình, phúc cho ai chịu bách hại vì lẽ công chính, phúc cho ai xót thương người thì họ sẽ được xót thương. Xin cho con biết giữ lại những cái phúc đấy. Con giữ lại bao nhiêu thì con sinh phúc cho người khác bấy nhiêu. Con giữ lại bao nhiêu phúc lộc của Chúa thì đồng thời con sống cái phúc lộc đó, thì đồng thời người khác đến phía con cũng đón nhận được những phúc lộc ấy. Và con quăng đi, quăng đi những gì là hận thù, là ghen ghét, là giận hờn. Con càng quăng đi bao nhiêu, con càng nhẹ người bấy nhiêu. Càng quăng đi càng nhẹ người bấy nhiêu. Càng quăng đi càng thấy thanh thản bấy nhiêu. Càng quăng đi càng thấy vui hơn, hạnh phúc hơn và bình an hơn. Đồng thời thưa anh chị em, chúng ta mới bắt đầu mình mở bên trong ra. Đây là kho tàng, mở bên trong ra. Trong kho tàng này thấy được cái gì? Thấy được cái gì moi ra, lấy ra. Thấy được cái gì lấy ra, lấy ra kho tàng. Thấy được kho tàng là những bài giảng lòng thương xót của Chúa, là những chứng nhân lòng thương xót của Chúa trong năm thánh lòng thương xót với chủ đề là Xuân lòng thương xót. Tôi nói năm 2016, anh chị em giơ cao và nói Xuân lòng thương xót nha. Năm 2016, năm Bính Thìn, năm thánh, mỗi người chúng ta có được cái kho tàng này. Lòng thương xót của Chúa là món quà xuân. Mình trân trọng, mình lắng nghe, mình suy niệm, mình cầu nguyện và mình đi loan truyền cho mọi người.
đồng thời ta cũng phải biết giữ gìn lấy, cất vào, không quăng đi, cất vào kho tàng lòng thương xót, để mùa xuân này giữ lại những gì tốt đẹp nhất. Điều mà cần giữ lại quan trọng nhất là lòng thương xót. Anh chị em giơ cao lên, điều cần giữ lại nhất là lòng thương xót. Quạt cho người bên phải một cái, điều cần giữ lại là lòng thương xót. Quay sang người bên trái, điều cần giữ lại là lòng thương xót. Quạt cho chính mình, điều cần giữ lại là lòng thương xót. Hallelujah! 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 Em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, trong đêm giao thừa này, chúng con vui mừng dâng lễ vật lên trước tôn nhan. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận mà cho chúng con biết tận dụng năm tháng ngày giờ để mến yêu phụng thờ Chúa và phục vụ anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Trong Cha chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động ngay trên cõi đời này. Chẳng những chúng con hằng nghiệm thấy hiệu quả tình thương của Cha, mà còn được nhận lãnh bảo chứng sự sống muôn đời. Quả vậy, chúng con được nhận lãnh ân huệ mở đầu là Chúa Thánh Thần, nhờ người Cha đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Do đó chúng con hy vọng muôn đời được hưởng ơn phục sinh. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Phaolô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Mời anh chị em đứng. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trong lễ kinh lễ Cha hôm nay, chúng ta tha thiết xin Cha cho mỗi người biết lựa chọn những gì là tốt, là đẹp lòng Chúa nhất và giữ lại, những gì là xấu, là tội lỗi, là u buồn, không đẹp lòng Chúa, chúng ta quăng đi, trả lại trong năm cũ, bước vào năm mới, năm thánh lòng thương xót, tràn đầy tình yêu, niềm vui và hạnh phúc, giữ lại. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Trong giây phút thiêng liêng này, chị em hãy quay sang bắt tay chúc bình an cho những người đứng hai bên mình, quay sang bên phải, bên trái, đằng trước, đằng sau, bắt tay chúc bình an và chúc cho nhau những gì tốt đẹp nhất, những gì đẹp lòng Chúa nhất thì hãy chúc cho nhau và hãy giữ lại những gì tốt nhất và dành cho nhau cũng những gì tốt nhất trong năm mới này, thưa anh chị em. Lạy tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho những ai được mời gọi đến để dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho cộng đoàn chúng con được tham dự tiệc thánh. Xin nhìn đến lòng tin của chúng con mà luôn luôn che chở giữ gìn. Hầu suốt cả năm nay chúng con được sống trong tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ sáu đầu tháng buổi chiều lúc 5 giờ chúng ta tụ họp ở đây nhà thờ giáo xứ Đồng Tiến để cầu nguyện và sau đó là thánh lễ kính lòng thương xót Chúa. Trước thềm năm mới, thay mặt cho cộng đoàn, chúng con hết lòng cảm ơn cha chánh xứ và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đồng Tiến đã mở rộng tâm lòng cho chúng con được đến đây cùng cầu nguyện và hiệp dâng thánh lễ. Xin Chúa đứng nhiều lòng thương xót ban cho cha tu sĩ nam nữ Hội đồng mục vụ giáo xứ, khuyên bà và anh chị em năm mới, năm thánh lòng thương xót Chúa tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em một năm mới vui tươi, bình an và hạnh phúc trong lòng thương xót của Chúa. Tạ ơn Chúa.